Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết UK. Bản tin tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2020, gồm có những nội dung như sau, mời bạn lắng nghe. Đầu tiên thì chúng ta hãy điểm qua tình hình giá vàng trong nước cũng như trên thế giới trong ngày hôm nay. Và sau đó là bảng giá vàng chi tiết trong nước được cập nhật vào lúc 8 giờ tối. Và tiếp theo là dự báo giá vàng của ngày 12 tháng 9. Giá vàng trên thế giới ngày hôm nay được giao dịch quanh ngưỡng 1.946,7 USD trên ao, giảm 1 USD trên ao so với đóng cửa của phiên ngày 10 tháng 9. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank là 23.270 Việt Nam đồng trên USD, thì giá vàng thế giới tương đương là 54.570.000 đồng một lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC là 2.130.000 đồng trên một lượng. Còn về giá vàng trong nước thì lúc 14 giờ 50 phút của ngày 11 tháng 9, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56.120.000 đồng một lượng mua vào và 56.520.000 đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì niêm yết giá vàng OTC ở mức 56 triệu mua vào và 56.720.000 đồng một lượng bán ra. Mở cửa thị trường trong nước ngày 11 tháng 9, giá vàng miếng của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56.150.000 đồng một lượng mua vào và 56.550.000 đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 ở chiều mua vào so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.050.000 đồng một lượng mua vào và 56.770.000 đồng một lượng bán ra tại Hà Nội. Giá vàng SJC của thành phố Hồ Chí Minh thì chiều bán ra là 56.750.000 đồng một lượng. Thì như chúng ta đã biết, giá vàng luôn luôn thay đổi theo từng giờ. Sau đây xin mời bạn đến với bảng chi tiết giá vàng trong nước được cập nhật vào lúc 8 giờ tối ngày 11 tháng 9 năm 2020. Đơn vị tính là ngàn đồng trên lượng. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 55.950.000, bán ra 56.650.000, mua vào bán ra giảm 100.000. Nhẫn 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 53.900.000, bán ra 54.550.000, mua vào bán ra giảm 50.000. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53.450.000, bán ra 54.250.000, mua vào bán ra giảm 50.000. Vàng nữ trang 24 carat mua vào 52.213.000, bán ra 53.713.000, mua vào bán ra giảm 49.000. Vàng nữ trang 18 carat mua vào 38.542.000, bán ra 40.842.000, mua vào bán ra giảm 37.000. Vàng nữ trang 14 carat mua vào 29.481.000, bán ra 31.781.000, mua vào bán ra giảm 29.000. Vàng nữ trang 10 carat mua vào 20.475.000, bán ra 22.775.000, mua vào bán ra giảm 20.000. SJC các tỉnh, thành phố thì đồng loạt giảm chiều mua vào bán ra là 100.000 đồng trên một lượng. Cụ thể, SJC Hà Nội mua vào 55.950.000, bán ra 56.670.000. SJC Đà Nẵng mua vào 55.950.000, bán ra 56.670.000. SJC Nha Trang mua vào 55.940.000, bán ra 56.670.000. SJC Cà Mau mua vào 55.950.000, bán ra 56.670.000. SJC Bình Phước mua vào 55.930.000, bán ra 56.670.000. SJC Huế mua vào 55.920.000, bán ra 56.680.000. SJC Biên Hòa mua vào 55.950.000, bán ra 56.650.000. SJC miền Tây mua vào 55.950.000, bán ra 56.650.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.950.000, bán ra 56.650.000. SJC Quy Nhơn mua vào 55.930.000, bán ra 56.670.000. SJC Long Xuyên mua vào 55.970.000, bán ra 56.700.000. Giá vàng SJC của các tổ chức lớn, Doji Hồ Chí Minh mua vào 56.110.000, bán ra 56.540.000, giữ giá. Doji Hà Nội mua vào 56.160.000, bán ra 56.550.000, mua vào tăng 50.000, bán ra giảm 50.000. BNG Hào Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào 56.150.000, bán ra 56.600.000, cùng giữ giá. Phú Quý SJC mua vào 56.150.000, bán ra 56.550.000, giữ giá. Mi Hồng mua vào 56.150.000, bán ra 56.650.000, mua vào tăng 50.000, bán ra tăng 100.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.160.000, bán ra 56.540.000, mua vào giảm 20.000, bán ra giảm 10.000. Giá vàng SJC tại các ngân hàng. Exxonbank mua vào 55.950.000, bán ra 56.450.000, mua vào bán ra giảm 150.000. ECB mua vào 55.900.000, bán ra 56.500.000, giữ giá. Sacombank mua vào 55.800.000, bán ra 56.800.000, mua vào bán ra tăng 50.000. SJC mua vào 55.900.000, bán ra 56.500.000, mua vào giữ giá, bán ra giảm 200.000. Vietcombank mua vào 55.500.000, bán ra 56.900.000, mua vào tăng 100.000, bán ra giữ giá. TP Bank Gold mua vào 56.150.000, bán ra 56.550.000, mua vào tăng 50.000, bán ra giảm 50.000. Dự báo giá vàng của ngày 12 tháng 9 thì theo các chuyên gia kinh tế, đồng USD tăng giá là một trong những nguyên nhân hạn chế đà tăng của giá vàng. Hôm qua thì Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt và các chương trình kích thích để ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do Covid-19. Thông tin này khiến cho giới đầu tư có thêm động lực để tiếp tục đổ tiền vào kim loại quý. Theo báo cáo của Reuters, giá vàng đang tiến gần hơn đến ngưỡng 2075 đến 2080 USD trên ao. Xu thế giá vàng thế giới vẫn tăng cao do lãi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ thấp và đồng USD giảm giá. Dự báo thì giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Theo khảo sát của các chuyên gia vàng ở Kitco cho thấy, 15 chuyên gia phân tích ở phố Wall Mỹ chỉ có 4 người dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, còn 9 người dự báo giá vàng tiếp tục giảm và số còn lại cho rằng đi ngang. Cùng với điều đó, nhiều chuyên gia cho rằng mặt hàng vàng sẽ quay đầu tăng giá khi USD mất giá, mất đà phục hồi. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn, khả năng vàng tăng giá nhanh không cao bởi lạm phát tại Mỹ và nhiều nước có thể tăng chậm khi mà sức tiêu dùng vẫn còn yếu do thời kỳ hậu Covid-19. Các chuyên gia dự báo nếu vẫn trụ vững 1.900 USD trên ao trong tuần này, giá vàng sẽ tiếp tục tăng dần tới ngưỡng 2.000 USD trên ao. Bản tin về giá vàng tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.